sẽ đi sâu vào việc là chúng ta sẽ triển khai một cái hệ thống mạng dành cho một cái trường đại học, và đây là một học viện. Và thì đối với trong việc mà khi mà chúng ta triển khai cho một cái hệ thống dành cho một hệ thống cơ sở lớn, ở đây mình sẽ đang đề cập là cơ sở giáo dục tư và công của nhà. Và bây giờ đối với trường hợp là mình triển khai đối với những hạ tầng, và hôm nay bạn là mình sẽ đề cập chúng ta đặc biệt là chúng ta sẽ phát thảo thiết kế và sẽ xây dựng nên một cái hạ tầng mạng dành cho một cái trường với sức chứa tầm khoảng 5.000 người dùng. Mọi người nha, sức chứa 5-7.000 người dùng đối với trong cái trường này. Đây là một trường cao đẳng mà, đây là một trường cao đẳng nghề, đây là trường gọi là trường công. Tuy nhiên hiện tại cái sức chứa đây bạn, đây là cái hồ sơ mà mình đang có, và đây là thông tin về cái thiết bị mạng họ đang sử dụng. Nói chung bạn, trong cái hạ tầng mạng này hiện tại nó sẽ phân bố thành nhiều, tức họ sẽ phân bố thành nhiều hạ tầng, trong đó có hạ tầng không dây và hạ tầng mạng có dây. Thì đối với hạ tầng mạng có dây thì tập trung nhà trường họ sử dụng. Thì đối với trong trường hợp hiện tại thì hạ tầng này hiện tại họ chia thành hai mạng chính, một hạ tầng mạng có dây và một hạ tầng mạng không dây. Thì đối với cái hạ tầng mạng có dây họ sử dụng 100% các thiết bị của Mintic, và hạ tầng mạng không dây họ sử dụng các thiết bị của Rutgers, là bạn, cái thiết bị của Rutgers. Và ở đó họ sử dụng phiên bản là Rutgers RA550. Và thì bây giờ bạn, đây là hạng mục hồ sơ đơn giản bạn, đây là cái hồ sơ, đây là hồ sơ liên quan tới thiết kế đây. Cho bạn xem luôn, đây là hồ sơ liên quan tới việc là họ thiết kế, họ thi công giữa các phân bổ tầng. Đây là hồ sơ tổng thể bạn, đây là hồ sơ tổng thể về đánh giá, bao gồm có, đây mình giới thiệu luôn bạn, danh mục thiết bị, danh mục tính năng sẽ triển khai, danh mục hiệu suất, tức là hiệu suất thực tế khi mà triển khai ra được như đây, đây thông lượng rất cao bạn, thông lượng chuyển mạch trung bình trong vòng 5 năm có thể đạt được, chuyển mạch trong tòa, trong vùng bạn, trong vùng nha, trong tòa có thể đạt được khoảng 21 gigabit, đây là hạ tầng cấp quan trăm trăm, 21 gigabit thông lượng chuyển mạch. Thông lượng chuyển mạch liên vùng, tức là giữa các tòa với nhau, cũng đảm bảo là khoảng 21 gigabit, tức là khoảng 20 gigabit. Thông lượng định tuyến liên vùng có thể dao động tầm khoảng 15 gig, và thông lượng định tuyến internet đạt được khoảng là 908 gig, mình cho 10 gig bạn đó. Vậy đây là về sơ đồ đấu nối bạn, sơ đồ này do hiện tại đây là cái bản vẽ được xây dựng trên cái bản in A4, chúng ta sẽ nhìn hơi mờ xíu. Và thì đối với trong trường hợp này bạn, đây nó có báo giá bằng này, đây có báo giá bạn, hồ sơ có báo giá luôn. Mình xem hồ sơ đã được triển khai rồi đấy bạn, triển khai tại khu vực thành phố Hà Nội. Mình xem báo giá tổng hồ sơ nha, ở tổng cái hồ sơ này của mình đây. Hôm nay là chúng ta sẽ đề cập tới việc là chúng ta sẽ thiết kế hạ tầng mạng đại trường đại học, đây là thiết kế bạn, thiết kế hạ tầng, đây là thiết kế hạ tầng trường đại học bạn, đây trường đại học bạn đó, đây là chúng ta sẽ đề cập tới là trường đại học, học viện đó, như vậy. Vậy thì trong hồ sơ này mình thấy bạn, đây là hồ sơ triển khai, nó còn có hai hồ sơ bạn, có hai hồ sơ nữa. Hồ sơ mình nói đây, cái hồ sơ này bao gồm có hai hồ sơ bạn, nó có ba hồ sơ. Một cái hồ sơ là liên quan tới hiệu suất, mình viết tắt là HS, hiệu suất. Một hồ sơ liên quan tới chi phí CB, và một hồ sơ liên quan tới tiêu chuẩn TC. Cái hồ sơ liên quan hiệu suất, đây là hồ sơ có hiệu suất rất cao và có thể đáp ứng trong vòng 10 năm, tức là hồ sơ sẵn sàng chuyển đổi sang 10 gig và 25 gig là bình thường. Còn hồ sơ liên quan tới chi phí là hồ sơ đảm bảo thông lượng 10 gig, còn hồ sơ liên quan tới tiêu chuẩn cũng 10 gig luôn. Và thì lúc này bạn, cái hồ sơ mà khách hàng họ đã lựa chọn, họ ký duyệt xong đây, thì hồ sơ là hồ sơ liên quan tiêu chuẩn. Và cái hồ sơ tiêu chuẩn sao? Hồ sơ tiêu chuẩn là hồ sơ đảm bảo là 10 gig có sẵn luôn, chắc chắn là 10 gig. Và lúc này khách hàng họ chọn là hồ sơ thiết kế tiêu chuẩn, và mình sẽ đưa bạn tiêu chuẩn luôn. Bạn nhớ nha, cái thiết kế hạ tầng trường đại học, học viện nó sẽ có nhiều bản vẽ khác nhau, và lúc này sau khi trao đổi, trình xét duyệt trao đổi, thì lúc này họ sẽ chọn ra rất nhiều từ nhiều cái mô hình khác nhau để họ lựa chọn. Có nghĩa sao? Việc mà MVN họ thiết kế các mô hình chia thành nhiều mô hình khác nhau, nhiều sơ đồ đấu nối, cơ chế backup vẫn có rất nhiều. Nhưng trong này đối với này là mình sẽ bóc một cái thực tế triển khai, chứ không phải một số bạn nói này, cái hồ sơ tôi triển khai trường học nó phải vậy, nó còn phức tạp nữa thì nó nằm trong những cái gói kia chứ không phải nằm gói này. Và bây giờ chúng ta bóc riêng một cái gói, đây chính xác là cái gói hiện tại họ triển khai tại một trường đại học tại khu vực phía Bắc. Vậy giả sử bây giờ đối với trường hợp này đâu, đây là thiết kế trường học, cái gói sao bằng cái gói này tổng cộng nó chi phí chưa tính tới expo bạn, tổng cộng chi phí hạ tầng đây là chi phí đầu tư bạn là khoảng 790, em xem 700, mình nhớ không làm là 798 triệu, sao 792 triệu chưa có V bạn, cho V mình cho khoảng là 7 850 này.
đây là khoản chi phí đầu tư. Vậy thì người ta nói là em đầu tư được gì? Được gì? Đầu tiên đây là cái phần mình sẽ thiết kế để trả tài chi phí đầu tư như này. Tại sao? Tại sao lúc nào và bạn nó có một trường hợp rất lạ bạn là người ta cứ nói đưa bản vẽ đây, sau tôi đưa tính toán chi phí. Bạn lưu ý nha, bạn phải biết được chi phí thì mới đưa được danh mục. Nó khó bạn, cái người Việt Nam nó làm nó là đi ngược với xu hướng của thế giới, là xu hướng người ta muốn biết. Ví dụ bạn biết đồ bây giờ bạn bỏ bao nhiêu tiền để bạn đổ xăng thì bạn xác định được cái con đường này, chứ bây giờ bạn không biết bao nhiêu tiền mà bạn cứ nói là em muốn đi 100 km, em muốn đi từ đây tới đó 100 km, em không biết bao nhiêu tiền thì sao được. Thì lúc này em phải biết được là em có bao nhiêu tiền thì em đổ bao nhiêu lít xăng đó, thì em đi được bao nhiêu đó. Sau đây bạn hình dung đây là phần mình đề cập bạn. Đầu tiên em sẽ có cái browser là RA RB đúng không? Browser này hiện tại mình đây mình đang có hai này. Sao sao nữa, dưới này em sẽ có các switch core. Đây hiện tại cái trường này, hiện tại bạn biết sao họ có tổng cộng là tới 5 tòa, 1 tòa chính, 4 tòa phụ. Đây tòa đúng không? Mình có tòa, bây giờ bắt đầu là đại hạ tầng chính đúng không? Sau mình có là R SWA SWB đó, xong hạ tầng là cái nói đài đó, đẹp lắm bạn, đẹp lắm đó, hai sợi bằng hai sợi luôn nha, bọn đi nha, ok ghê lắm đó, ghê lắm. Rồi đây là hạ tầng co, đơn giản tòa thứ nhất đây, mình ghi là tòa A đúng không? Tại tòa A này họ có tên là Browser RB đó. Xong tại hạ tầng này bây giờ bắt đầu họ sẽ đấu nối thẳng đây, họ sẽ đấu thẳng này, họ đấu thẳng này đó, hai sợi nha chị, ngon lắm bạn đó, hai sợi à. game đó. Xong tại khu vực này tiếp tục họ sẽ có cái hạ tầng switch core. Đây bắt đầu họ có hạ tầng switch core SWB à, Sika. Sau đó từ đây bắt đầu họ chuyển nhánh lên. Lưu ý ở đây hệ thống này bao gồm thiết bị dự phòng, bạn nó có thiết bị dự phòng nha, bạn lưu ý nha. Đây nó có thiết bị dự phòng nè, thiết bị dự phòng nè, đó các bạn lưu ý kỹ cho mình nha, có thiết bị dự phòng nè đó. Vậy thì lúc này từ Sika B bạn nó có nhiều Sika lắm. Tiếp tục ra họ có thêm con Sika C nữa, đây Sika C này là mình cho bạn hình dung. Đây dưới này có thêm Sika C nữa, đây Sika C này. Tiếp đây, đây mình ra tiếp xích C này, SWC này, đó, xong bắt đầu nè, tầng 1 họ sẽ có đây, đây là xích len nè, tiếp tục họ sẽ có là xích BUE nè, đó, các xích này, với xích BUE họ sẽ kết nối với xích C để chuyển mạch các lưu lượng liên quan tới cam, đó, nó hệ thống cam. Rồi xong, đơn giản hết, nhẹ nhàng tình cảm, khó hết. Vậy nó có 5 tòa triển khai tương tự. Vậy trong này bây giờ bắt đầu mình đưa ra phân bố lưu lượng nè. Đây và thì lúc này bây giờ bạn, các cái lưu lượng trong này nó sẽ đổ switch A,
Switch A sẽ có chức năng gì? Switch A sẽ có cái chức năng cơ bản, không, Switch B có chức năng là chuyển tiếp và xử lý các lưu lượng mạng ngoại bộ. Còn Switch C là switch sẽ xử lý các lưu lượng liên quan tới cam. Và lúc này router sẽ xử lý các lưu lượng trong tòa. Ví dụ đây là vấn đề mà mình hỏi không có ông nào biết hết. Bây giờ nói là cái lưu lượng mạng của bạn chạy như nào. Đây, bây giờ bắt đầu mình nói bạn đây. Đây là tòa A. Đây là hạ tầng chính. Vậy thì bây giờ trong tòa A bạn, tòa A của bạn nó sẽ có 10 tầng. Trong tòa A mình ví dụ có 5 tầng này. Tòa A bạn có 5 tầng. Thì lúc này giả sử trong đó nó có một con server đi, thì lúc này lưu lượng truy cập trong đó sẽ chạy lại bạn đây. Đây là lưu lượng. Ví dụ trong tòa A đó bạn có 5 tầng. Tầng 5 đặt một con server, trong đó là tầng 2, tầng 3 muốn truy cập lên con server đó để lấy dữ liệu, thì lúc này ta gọi là bucket flow sẽ xử lý như sau. Đây, anh sẽ lên đây, xong đi quần đây, chạy cái này. Đó, đây là cái luồng dữ liệu. Xong, tương tự vậy là anh chỉ xử lý tượng router A sẽ thực hiện việc xử lý các lưu lượng bên trong của tòa A. Vậy thì lúc này bây giờ đây được xem là một trong các nguồn dành cho tòa A. Tòa B đây, tòa B, cho mình coi tòa B nè, tòa B luôn nè, tòa B. Tòa B mình cũng có ví dụ như là RD đi, router RD, đúng không? Sau đó em có tiếp tục nó là hai switch core, là hai switch core ví dụ như SWD, SWE. Đó, mình có hai switch core đúng không? Đó, hai switch core tòa. Kéo xuống, đây. Kéo này bạn lên đây. Đúng chưa? Đó, kéo này làm cái đường dự phòng, đó thấy chưa? Rồi xong. Sau đó bây giờ mình có cái một tầng bạn tại đây, tầng switch LAN. Đúng không? Switch cam. Đó, switch cam, switch BUI á. BUI. Đó, đây là hai tầng switch đúng không? Mình cứ nói vào đây. Switch D. Đó, như vậy đơn giản thôi. Có dự phòng như này rồi. Vậy thì lúc này bây giờ bạn sẽ đến hợp này. Nếu mà lưu lượng họ truy cập bên trong mạng, ai đó giả sử từ tầng này họ truy cập lên server, họ lấy liệu sẽ đi lên này, sẽ đi xuống này. Đó, xong. Còn nếu mà truy cập giữa các tòa thì sẽ đi sao? Đây, truy cập giữa các tòa thì đi như nào? Đây, truy cập giữa tòa đi đây. Tòa đây truy cập ở đây, qua đây, lên đây, chạy xuống này, đó. Đây là ba vấn đề mình phải nói bạn, ba vấn đề trong mạng bạn phải biết được. Thứ nhất là cái luồng dữ liệu đi như nào. Chứng minh đi, một số bạn nói anh chứng minh đi, cũng biết chứng minh bạn, nhiều khi nói không bạn. Vậy bây giờ ba luồng dữ liệu nào? Ba luồng dữ liệu, thứ nhất là truy cập tại mã tòa. Lưu lượng truy cập tại mã tòa sẽ do chính con router tại mã tòa xử lý. Lưu lượng truy cập giữa tòa sẽ do switch trung tâm xử lý. Và lưu lượng truy cập internet sẽ do các router chính xử lý. Đây, hai router này bây giờ mình gắn đây, sự đây đây, gắn đây, internet. Đó, thấy chưa? Anh này cũng vậy, gắn này. Đây, nhà sư này, đây, internet. Bạn lưu ý nha. Cái lý do mà triển khai cái mạng trường đại học thất bại là do người ta không biết. Tức là người ta không biết được cái này. Vì vậy sau này chứng minh thực chất, chứng minh là em ngồi đây mà em tải cái file bên này mà lên router xử lý biết liền mà. Cho nên lúc này bây giờ khi mà triển khai trong những cái hệ thống này bạn, là bạn phải xác định cho mình chính xác là cái luồng dữ liệu đi nào. Tại sao? Nếu bạn cứ hình dung nè, mình có hai tòa đi, bạn có 5 tòa. Nếu 5 ông giáo viên đi, ông ngồi ông tải một cái file trong con server mà nó đẩy thẳng lên con router là vô lý, là nguyên lớp mạng chết hết. Từ lúc này tự nhiên con router này mà nó cũng xử lý lưu lượng truy cập nội bộ trong, là xác định là lúc này tự nhiên server tăng cao, mà tăng cao rất gối dẫn tới mạng chập chờn. Thì lúc này đối với trong những mạng lớn này, mình có hai tiêu chí bắt buộc các bạn phải triển khai và bắt buộc và phải nắm vững. Thứ nhất là mô hình mạng phân cấp. Đây là yêu cầu tiên quyết bắt buộc nha, là mạng phải phân cấp. Thứ hai là định nghĩa được cái luồng dữ liệu, mình hay gọi là bucket flow. Đây là cái mô hình thiết kế, có thể gọi là thiết kế cơ bản. Còn cái anh này, cái anh mà hiệu suất này, anh còn bự nữa, lớn nữa. Nắm được hai này mà triển khai đúng thì mình nói là không có cái mạng nào ở Việt Nam mà không làm được. Trừ khi bạn triển khai một mô hình gọi là mạng lớn, mạng liên quan tới dân quân sự đi thì sẽ khác. Còn đối với nắm như đây là làm được hết như đây hết. Đó là nguyên tắc cơ bản, là sau này khi mà chúng ta đi, chúng ta triển khai đảm bảo. Vậy là nguyên tắc cơ bản khi chúng ta triển khai. Vậy giờ bắt đầu thiết bị là gì? Đây,
thiết bị ghi bạn bây giờ thiết bị đây. Router này bạn đây, router này là sử dụng CCR đây đây là những anh này này, ghi bạn những anh này này. CCR 2116 này, anh này là CCR. CCR 2116. Ở dưới này là dưới này đây là CCR 2216. Anh này chính xác là CCR đây. CCR 2216. Anh này cũng vậy bạn đây, anh này cũng là CCR. Ở CCR mình xem ta. Đây bạn xem. CCR đâu đây? CCR 2216. Đang vậy đây đây anh này chăng. Sicco bạn đây, Sicco đây, Sicco là CRS 36 24S cộng. Sicco mà đây cái Sicco bạn. CRS 36 24S cộng. Đó. Rồi xong. Đây là switch len, switch len sẽ là CRS 32624G. Switch BW chính xác là CRS 32824B. Hết xong. Đó như vậy. Tòa này hiện tại bây giờ tòa này sẽ nguyên cái trường gọi là nguyên cái trường cao đẳng nghề này nó sẽ phục vụ khoảng là 7.000 hồ sơ, từ 5.000 tới 7.000 hồ sơ. Và tổng cái thông lượng đó bạn. Bây giờ cái vấn đề suy ra này bạn, đây, cái vấn đề vui này, bây giờ bắt đầu nè. Trong cái bản cái hồ sơ này bạn nó nói này, đây. Hồ sơ nó nói sao? Danh mục hiệu suất tức sao? Hiệu suất là sao? Chuyển mạch tức là chuyển mạch trong vùng là 20 gig. Bây giờ chứng minh thời dễ bạn. 20 gig đúng không? Thứ nhất bạn có hai server. Em thứ nhất nha, chuyển mạch trong vùng đúng không? Trong vùng trong này. Lấy một con server. Server cũng qua 10 gig bạn, bạn sử dụng cái cơ chế là gọi là tổng hợp đa liên kết, ta gọi là binding á. Bạn lấy con server. Bạn dùng mình hai cái cạc quang trên đó bạn chạy Windows server xong bạn gộp cái đó lại. Sao bạn đẩy dữ liệu lên, ví dụ trong này nè, đây tầng 1, tầng 1 tầng 5 đi. Chỉ bạn cách bạn kiểm tra hiệu suất này rất dễ. Đây mới gọi là một cái đơn vị thiết kế có năng lực bạn. Người ta nói là chuyển mạch nội bộ, tức chuyển mạch trong vùng tức trong tòa. 20 gig thì em lấy hai server, mỗi server em gắn hai cạc quang. Sao em thứ hai em xây dựng cơ chế boarding rồi sao em tải cái file lên xuống này. Đảm bảo tốc độ nó là phải 20 gig. Đây 20 gig. Đây mới gọi là xây dựng mạng có trách nhiệm mạng 20 gig. Thì ổn. Sau đó em lấy con server em đặt đây, xem đặt bên tòa A, đặt tòa A nữa. Em bắt đầu em truyền dữ liệu qua lại với nhau cũng phải đảm bảo được 20 gig đó. Đây mới gọi là làm là chúng ta phải chứng minh. Hết. Đơn giản khi chúng ta làm thì chúng ta phải chứng minh. Chứ đâu có nữa bạn. Thực tế đối với cái thiết bị của Mintic thì test hai đầu dễ ờm mà rất dễ. Đó là cái phần mà mình muốn để cảm thấy cách test. Và khi thiết kế mà bạn. Ở đây mình nói luôn bạn này. Khi thiết kế bất kỳ một hệ thống mạng nào vậy thì bạn phải biết được hiệu suất nó. Còn thiết kế không cứ có nhiều lắm bạn. Hôm trước là mình có tham gia vấn đề liên quan tới là gọi là nghiệm thu một hệ thống mạng. Với lại là mình tránh cái hồ sơ năng lực bạn vui lắm bạn. Khi mình đi làm bạn bắt đầu mình nói là nghiệm thu là anh cái hiệu suất cái hệ thống này nhiêu. 10 gig chứng minh đi. Thì bây giờ mình không cần phải nói miệng chứng minh. Thì bây giờ bắt đầu lấy. Bây giờ mình mang theo thực tế. Đối với các kỹ sư mình thiết họ luôn luôn mang theo các thiết bị xuyết quang và làm những con rau sở rất cao. Cắm vào đo mà nó là hiệu suất mạng được 10 gig. Mình đo phát cái cao lắm lắm là được 657 mb bạn. 657 mb vô lý. Đây bạn. Mặc dù bạn nó sử dụng con quang 10 gig cho lúc này mình nói là cái cam có nó không hiệu quả, không đảm bảo, đề nghị thiết kế lại hệ thống. Và thì lúc này cái người thiết kế mạng là cái người phải hiểu được cái tính năng triển khai và hiểu được cái cách thức vận hành. Vậy nếu mà thiết bị đạt được 10 gig mà như này là chắc chắn là người ta vận hành có vấn đề đó. Cho nên suy ra chúng ta được xác định được vấn đề. Còn thứ hai là về vấn đề triển khai cái mạng 10 gig trong trường học. Vậy đa số hiện tại đây mà nói đa số hiện tại triển khai là đa số theo kiểu người ta gọi là theo kiểu quan hệ. Mà chính vì những điều này bạn dung này, chính vì những điều này nha, nó được cái này nhưng sẽ mất kia. Và hầu như kiểm tra những cái vấn đề mà kiểm tra về hiệu suất thì ông nào cũng fail hết. Đến lúc này mình mới nói là một khi đã thiết kế là mình phải biết được cái hiệu suất nó như nào, bằng cách nào. Thứ nhất là kinh nghiệm, thứ hai là những cái tính năng chúng ta vận hành, và chúng ta biết được chắc chắn là thiết bị đó nó như nào. Tức là chúng ta phải xác định trước đây chúng ta đã triển khai rồi, sau đó chúng ta biết được hiệu suất nó thì lúc này chúng ta mới cam kết. Nếu như cái việc cam kết trong này với thực tế mình đo mà không đảm bảo thì sao? Thì hòn tiền là cho người ta thôi.
hoàn tiền lại cho khách hàng thôi. Đó, khách hàng họ lựa chọn sản phẩm khác hoặc là họ lựa chọn đơn vị khác. Đó, đó mới gọi là một cái nguyên tắc khi mà chúng ta thiết kế một cái hệ thống, tôi gọi là làm nó có tâm. Đó, như vậy. Rồi, như vậy hiện tại bây giờ là mình đã hướng dẫn cho chúng ta cách chúng ta đi, chúng ta thiết kế một cái mô hình mạng dành cho một cái trường đại học. Đây là cái trường cao đẳng như bạn. Một trường cao đẳng với cái số lượng tầm khoảng là 5.000 cho tới 7.000 user ở trên thực tế. Rất mong bạn like, subscribe và mình cũng sẽ cái này tới nhiều bạn, các bạn và hẹn lại bạn ở những list.